đang ở đây được không? Rồi bố cứ để đó đi. Tự khắc chị tiếp chị ấy. Bố cứ làm rồi con bảo chị ấy xong. Ông ba đi cạo rồi, cứ đi đi. Nào, nào chú ba chủ. Sợ là một ngày buồn tiếng. Vẫn còn một cái chậu hồng rất là to nữa. Nhà chỉ có khách đặt những cái chậu khủng này thôi. Thôi dừng đi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Cáng, cáng rồi. Được rồi. Chị giờ chị Tuyết tháo cái ô ra cho em cái, tháo cái dây ô ra. Nào nào nào, Quân ơi, Quân nhìn không có là vào trong cái bụi cát. Tháo một bên đây, còn ô chắc chả phải tháo. Qua cái chỗ
thôi là còn cái tí này nó kéo lùi từng cân kéo luôn dần dần đến xe là dần chắc được chưa? Năm nay lại rất là nhiều người thích những cái anh ơi em nghe. Sao khổ sột 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 đấy nhỉ? Rồi ế bán cho mấy nghìn nào? Em bỏ cái xe xích ra bên kia cho chị với. Đúng rồi. Đến. 1 triệu thôi. Cho ra đi, cho ra hồi ô đi đã. Cho ra hồi ô đi 4 ô này. Cho 4 ô cái chết dở. Chết mẹ. Mà rồi nó lá lại bên nhẹ nhẹ lá lái bên đây, bỏ cái chậu của anh ấy đi. Không cả đâu, không cần em bưng cả cái chậu đó đi, đừng không có bước thì em tưởng là lùi rồi ấy, lại cứ để mãi. Của em vỡ quá. Đang trời Thanh Hóa hơi mưa các bác ạ. Này nhưng mà gần đây em chuyển đi đâu em? Là chuyển xuống nhà. Dạ, không cơ quan, đây là nhà tư. Cơ quan chưa đặt bây giờ anh ạ. Cơ quan khoảng cứ từ 12 trở đi. Giờ nhà tư người ta chơi nhiều lắm. Cơ hàng đi, thoải mái. 473. 473 Đông Cương. 473 Đông Cương. Đông Cương, Đông Cương. Đông Cương mà anh xuống Đông Hương tìm thì làm sao tìm được. Xin chào mọi người. Cho cáng, cho cáng, cho cáng. Để ngang em ạ. Đấy, không phải, không phải. Đấy. Để tí đầu thôi. Có chi hả chị? Cho em ít giỏ thôi. Cho em lấy 40 thôi. Cho mấy đứa trẻ con ăn. Cho hai đứa trẻ con á. Ở nhà cho ăn. Ấy 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 phát nha. Rồi. Hay quá. Giữ 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 đi, người giữ cho chậu. Bao nhiêu bông?
186. 186 à? Nhâm đi ra ngoài đường nhá. Đi bồng hòa to nhá. Mẹ mình đề 3 chân 186 phát lộc. Phát lộc phát tài. Đợi em đi. Này chị mở ra ra đây mà lấy tiền. À Hảo ơi, xong đây rồi tôi vào tôi chụp luôn cho mình nhá. Nhưng mà cái chậu nhỏ thì chỉ có mới có mỗi chậu màu xanh thôi. Mọi người giỏi giỏi đây nha. Thôi. Sang bên đây đi, sang bên đây đi. Ấy đừng bẻ nữa. Dê sang bên đây. Rồi này. Cái này. Rồi phát đỡ lại cái. Rồi. Từ từ nha. Mở túi lấy tiền nhé. Trời ơi, tiền gì mà bắt người ta lấy. Đây là em có tiền em đưa này. Tiền mẹ nhà thiếu gì tiền. Anh ơi đấy. Không phải ai cho 500 đâu nhá. Hai đứa trẻ con đâu nhá. Còn đây là phải có cái gì đó nhỉ? Có đồ cho thợ chứ. Hôm nay là lười đi cho nên là thợ mua giỏ để cho con ăn cơm. Được rồi mà. Mấy tháng rồi. Rồi. Em ơi vào đây bê luôn cho chị. À từ đã. Có vô thích nữa đây, đang còn nhường à. Rất là vất vả luôn. Để mà đưa được một cây đến tay với khách hàng. Khổ cực kỳ. Hảo ơi, bây giờ tôi quay luôn nha mình nha. Có mấy cái chậu nhỏ nhá. Lúc nãy thì không bỏ. Đâu, chở cho em đâu. Vừa mới có chênh lệch xong bán luôn. Có con nhỏ con để nó không vẫy ngọn gì đâu. Không, em không lo đâu, lùi lại chứ. À, cái này là cái bình hôm qua hả? Bình của em đó. Bình của em, của nhà em đó. Đang chở đi đây. Yên tâm thì đúng. Những cái đó thì em yên tâm. Không lo em ạ. Thiêng đấy. Chị bảo tôi đấy. Đâu để tí là đi ra sang ra quá đẹp luôn, nó nụ nhiều. Chọn từng cây một nữa. Vâng, chọn từng cây. Ai cũng lấy tiền đấy nhở. Đây à, đưa thằng em đây luôn. Chị có đi luôn không? Hả? Thôi đây cho thằng em đây lấy tiền cho chị cũng được mà. Rồi. Xin chào mọi người nha.